cậu nghĩ mình thông minh hả? Thấy số tiền này không? Chống mắt lên mà xem nhé. Chuyển qua đây, chuyển qua đây. Và xong. Dễ nhở? Boom. Hay chưa? Những trò đùa và ảo thuật nhỏ thật là vui, ít nhất là với những người thực hiện. Hãy xem 10 trò đùa và ảo thuật vui nhộn nhất. À, không gì tuyệt vời hơn một giấc ngủ ngon, đúng không nào? Nhưng cảm giác bình yên sẽ chẳng tồn tại nổi nếu bạn có một người bạn quậy phá. Trong bữa tiệc ngủ lần sau, hãy đổ phấn rôm lên bàn tay của bạn mình. Ê, nghe thấy tiếng đó không? Sáng rồi đây Vicky ơi. Ô kìa, trên mặt cậu có một con muỗi. Boom. Trời ơi, một cú hoàn hảo. Ừ thì nhìn có vẻ buồn cười đấy, nhưng đó là một cách tệ hại để bắt đầu một buổi sáng, phải không? Tự nhiên tôi nghĩ là sáng nay Vicky sẽ cần một tách cà phê khổng lồ và tắm để gội sạch chỗ phấn rôm đó. Tốt lắm Haley, rất tốt. Ngày mới, đồ ăn vặt thì vẫn thế, ước gì có đồ ăn mới trong nhà. Chà, đừng lo lắng Haley, Vicky là một người bạn tuyệt vời, cô ấy sẽ mang cho cậu cái bánh ngọt kia. Chúc ngon miệng. Gì thế này? Bánh này đầy nước. Ồ không, nhìn kìa, nó chảy ra chân cậu ấy rồi. Chỉ cần đổ đầu chất lỏng nào đó vào bát và bọc một quả bóng bay hoặc nắp mềm và phủ kem ra ngoài, khi bị cắt, nó sẽ tung tóe ra. Ồ, đừng lo lắng Haley, cậu sẽ trả đũa Vicky được thôi. Trò đùa tiếp theo sẽ dùng tới một ít nước và kỹ năng diễn xuất. Oh hey, Haley, dọn dẹp xong chưa? Chỗ bụi đó làm tớ hắt xì. Ôi, xin lỗi, chắc tớ bị cảm lạnh. À, tai nạn thôi mà. Hắt xì. Eo ơi, khiếp. Vicky, cứ đợi đấy. Thích tráng miệng không? Bánh xốp nhé. Không phải loại bánh bà ngoại hay làm đâu. Tớ đang nói về bánh xốp đúng nghĩa đen ấy. Đổ kem phủ thật ngon lên một miếng bọt biển. Sau đó, hãy dùng dao để phết kín. Mấu chốt ở đây là phải phết kín miếng bọt biển để không ai biết nó thực sự là cái gì. Ồ, trông như thật đấy. Nhớ phủ cả các cạnh nhé. Và để hoàn thiện, hãy rắc thêm chút hạt màu trang trí. Trông khá ngon phải không? Được rồi, bây giờ đến phần thú vị. Vicky, cậu là một người bạn tuyệt vời. Cậu xứng đáng được thưởng thức một thứ ngọt ngào như chính cậu. Ồ, thật ngọt ngào phải không? Vicky, trông thật ngon phải không? Bạn nghĩ nó có vị gì? Sô-cô-la, vani hay là bột xà phòng? Muốn biết thì chỉ có một cách thôi. Cứ thử đại đi nào. Ôi chúa ơi, cái quái gì thế này? Không phải cắn ngập răng ngập lợi chính là thế này ư? Wow, cậu suýt thì ăn một miếng bọt biển rồi đó. Một miếng bọt biển. À, phòng tắm, nơi riêng tư mà người ta dễ bị tổn thương nhất. Cũng là nơi hoàn hảo để chơi khăm. Lấy một cái lõi giấy vệ sinh cũ và để nó dưới vòi nước trong bồn. Nó phải ướt sũng đấy nhé. Bây giờ thì vò nát cho nó giống... Có cần phải nói thẳng ra không nhỉ? Nào, thả một ít giấy vệ sinh màu vàng xuống bồn cầu thôi. Đã tới lúc thả mấy cái cục nâu nâu đó xuống rồi. Bạn hiểu ý tôi mà. Eo ơi. Giờ thì chỉ cần chờ một người bạn ngây thơ bước vào. Á, à, cái quái gì vậy? Ôi, đừng nôn ra đây. Ai không giật nước thế hả? Được, đã tới lúc trêu Haley lại. Lặng lẽ lẻn vào đó. Cầm sẵn cái chăn, suỵt, và... Wow, trả cái chăn đó lên đầu cậu ấy đi, đừng ngại. Vâng, đúng rồi. Ái chà, được rồi Haley. Cậu vui hơi lâu rồi đó Vicky. Ái chà, đây là yêu thuật gì? Điện tĩnh đã giúp Haley có một kiểu tóc mới. Buồn cười quá. Cần cấp cứu. Bớ người ta, mau gọi thợ làm tóc tới đây. Thôi được, có lẽ đình chiến thôi. Haley và Vicky là bạn thân.
đã tới lúc hai người này nên ngừng chơi khăm và làm hòa. Thôi được rồi, chúc mừng các cô gái. Vicky, ổn không? Này, cậu biết là mình phải uống nước quả chứ không phải nhúng ngón tay vào chứ? Nước quả đâu? Thật đấy, cậu ta làm thế nào vậy? Được rồi, hoặc Vicky có mánh gì đó, hoặc cậu ta là người hành tinh khác. Được rồi, thế là sao? Biết ngay, cậu ta có mánh khóe, mà nói đúng hơn là có ống hút. Cái gì đây nào? Có nên để hai cậu ở riêng không? Rượu nho, cánh hoa hồng, đây là gì? Dạ tiệc hả? Đến gần hơn coi nào. Chân đàn nhau. Chờ đã. Chỉ có một người ở đó. Này, dậy đi, dậy đi. Không phải một đêm lãng mạn, chỉ là Vicky đang ngủ thôi. Nhưng cánh hoa hồng và rượu chỉ dành cho bản thân thì hơi quá. Kìa, hai cái quần, mỗi cái chỉ xỏ một chân. Ê này, tớ nghĩ là cậu nâng cấp thời trang đi. Cầm lấy cái khăn này. Giờ thì quấn quanh cổ thế này. Mỗi tay cầm một đầu đối diện, hất qua cổ. Đúng rồi, cầm hai đầu rồi thắt nút thế này. Thắt nè. Và boom. Ái chà, cậu làm thế nào mà không thành tự thắt cổ vậy? Trời ơi, còn không thèm báo trước là trò này nguy hiểm tới tính mạng cơ. Muốn biết cách làm không? Quàng khăn quanh cổ, khi bắt chéo khăn, đừng vắt một bên qua cổ mình. Giờ thì buộc hai đầu thành nút. Và kéo. Sao? Dễ chưa? Nếu bạn thích trêu bạn bè, những trò chơi khăm vô hại sẽ khuấy động không khí rất tuyệt. Và nếu bạn may mắn, hai bạn sẽ cười méo miệng cho coi. Được rồi, cười đau cả bụng. Nhưng ngay cả trò đùa vui nhộn nhất cũng có thể phản tác dụng. Dù sao thì trêu đùa bạn bè cũng rất vui, và đó là cách tuyệt vời để tạo ra kỷ niệm cùng nhau và nhớ mãi sau này. Nhưng cảnh cáo nhé, vài trò đùa ở đây có thể khá bừa bộn. Vâng, trò đó khá tệ phải không? Ôi Vicky, thật không đẹp mắt chút nào. Vài người thích học cách làm những trò đùa này, hãy chia sẻ với họ nhé. Và đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video vui nhộn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.